Xin chào anh chị em, hôm nay em lại tiếp tục lên cho anh chị một cặp nhé. Đây là một cặp nồi luôn, còn hai con này là sinh cùng một năm, như là một thằng to một thằng nhỏ. Đều sản xuất năm 2014, nhưng con này là nồi 1 lít 8 và con này là nồi 1 lít, hai con màu giống nhau luôn. Đều là màu nâu nâu cà phê nhá. Như cái mặt thì thằng lớn này nó màu xanh, còn thằng nhỏ này nó màu vàng. Hai con đều là Toshiba song chuông nhé anh chị nhé, Toshiba song chuông. Con bên phải này là 1 lít 8 và con bên trái này là 1 lít. Con lít 8 này thì gioăng nó hơi vàng. Đây, gioăng nó hơi vàng nhưng mà cam kết với chị nhé, cái dòng Toshiba song chuông này gioăng nó rất là bền và gioăng đặt cam kết là không bị xì nhá. Không bị xì hơi. Đây là gioăng con này Toshiba song chuông áp suất hút chân không 1 lít 8 nhá. Đấy, bi kìa. Con này thì lòng nồi nó hơi bị lòng nồi nó không được đẹp. Nó không phải bị chóc sơn anh chị nhé, mà nó là bị chóc cái lớp phủ bóng bên ngoài. Chứ nó chưa chưa bị chóc sơn. Đây. Anh chị có thấy là nó bị nó có một cái lớp phủ bóng bên ngoài á. Giống như là cái giấy ni lông á, kiểu như thế. Đây. Chứ không phải nó bị chóc sơn nó hở kim loại nhé anh chị nhé, anh chị lưu ý chóc sơn hở kim loại là khác, còn đây nó bị cái lớp này, lớp bong bóng rất là nhỏ này. Đấy, nó mới sần sần lớp này đó, nó một cái lớp giống như là lớp phủ nano ấy. Tức là mình sẽ hình dung kiểu như vậy, nó giống như một cái lớp ni lông nhá. Đấy, và nó bị chóc những cái và nó bị đang nó chóc những cái lớp nó lên, chứ chứ không phải nó bị chảy sơn nhá, chứ không phải bị chóc hẳn cái lớp sơn nên hở kim loại đâu, nên chị không sợ nhé. Nhưng mà cam kết với chị không bị dính cơm nhé. Lòng nồi con này thì không có đẹp lắm, nhưng mà nó là nồi 1 lít 8. Con tô chuông này nếu mà nồi đẹp 1 lít 8 này thì giá rất cao luôn, chắc phải là trên 10 triệu nếu mà nồi đẹp. Đây, rất nặng chị ạ. Còn riêng cái nồi này không, chắc nó phải nặng khoảng tầm gần 2 cân luôn. Tô chuông nhé chị nhé, tô chuông Toshiba song chuông áp suất hút chân không. Con này có chế độ nấu cơm cháy nha anh chị nhé. Song chuông áp suất hút chân không có chế độ nấu cơm cháy. Con này đào nồi 1 lít 8. Đây, mã đây RC185VXS. Có Ecolovi tiết kiệm điện. Có nấu cơm cháy. Có hẹn giờ, có bắt đầu nấu. Nhấn vào giữ 3 giây chỉnh giờ. Chọn gạo và cách nấu ở đây. Đây là tắt hủy, đây là giữ ấm. Nói chung là con này thì bên ngoài mặt thì cực kỳ đẹp luôn anh chị ạ. Đây, mặt thì đẹp, láng bóng luôn này, rất đẹp nhá. Đây là bên hông đây. Con này xem thông số ở đâu nào. Đây, thông số đây chị nhé, thông số con 1.8 này, RC185VXS này. Điện 100V, công suất 1420W nhé, nhiệt độ 167, dòng 20A. Con này đời 2014 anh chị nhé. Em bật em nấu thử này. Và con này nhấn thì tất cả nhấn bình thường này, nhưng mà giống như nó bị đứt dây loa sao, nó không kêu tít 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 này, như bấm bình thường nhá, nấu bình thường. Con này hôm nay em bán rẻ cho anh chị luôn. Đây, chọn gạo này, bấm cái thứ hai là menu nấu nhanh, nấu thường, nấu chậm, cái thứ đây này. Mình sẽ cho về Ecolovi nhé, bấm nấu này, 55 phút nhé, nấu Ecolovi 55 phút, đèn hút chân không đây, đèn Ecolovi đây, rất đẹp luôn. Ăn tắt này, nó chỉ mất cái tiếng kêu tít tít khi mình bấm nút đấy, kiểu như này, đó. Đó, cái này nếu mà đi sửa thì chắc là sửa được thôi, chắc là nó bị hỏng lỏng cái loa gì đó. Nói chung là sẽ sửa được cái tình trạng này. Nếu anh chị muốn sửa thì cộng thêm cho em 200 ngàn nhé. Đây là con nồi 1 lít, thì con nồi này em vừa lên video vừa nãy rồi, nhưng mà đây có hai con thì em sẽ lên cùng một video cho anh chị thấy là một con lít 1 lít và lít 8 như nào. 1 lít thì dành cho khoảng 3 đến 6 người ăn, 4 đến 6 người ăn. Còn lít 8 anh chị có thể dùng tối đa được khoảng 5 đến 8 ngàn luôn. Tùy ăn ít ăn nhiều nữa. Nấu được khoảng hơn 1 kg gạo.
áp suất này. Con này thì lòng nồi lại như em quay phim ấy thì nó lòng nồi con này thì đẹp đẹp xuất sắc luôn. Bìm chấm nhỏ tí này nhỉ không? Chấm nhỏ không bằng cái đầu tăm luôn, nhỏ hơn, nhỏ bằng nửa đầu tăm luôn. Nói chung không đáng kể như vậy đây. Nói chung nồi rất đẹp, lòng nồi sắn nhuyễn nhá. Vết cực kỳ nhỏ thôi. Đây là bên ngoài. Con này đẹp anh chị nhá, con này rất đẹp luôn. Đấy nồi thì sẽ con đi tám cái thì em chưa vệ sinh sạch lắm nên anh chị nhìn nó hơi bụi. Con này là em vừa quay một video cách đây khoảng tiếng gì đó. Nói chung là con này thì đẹp ok, đời 24 luôn. Hai con này anh chị nhá, con này đời 24 và con này là đời 24 luôn. Một con này là lít 8 và con này 1 lít. Con này đẹp xuất sắc. Còn con này thì anh chị gioăng nó bị vàng này. Nhưng mà cam kết anh chị là không bị xì hơi nhá. Gioăng của lồi tô chuông rất là bền. Một cái lòng nồi này đây, lòng nồi này anh chị đây. Là em nói anh chị là nó chỉ bị chóc cái lớp giống này, nó giống như một cái lớp màng ni lông. Mình không biết về kỹ thuật cấu tạo nó, nhưng mà đây tức là nó giống như một cái lớp màng ni lông chứ không phải là bị chóc sơn nhá. Chóc sơn thì nó sẽ hở cả kim loại ra. Nhưng đây nó bị giống như là bị chóc cái màng ni lông á. Giống như cái lớp phủ bóng bên ngoài thôi chứ không phải là bị chóc sơn anh chị nhá. Lồi 1,8 lít. Đấy, con này thì gioăng hơi vàng và lòng nồi thì nó không được được đẹp lắm. Ở đấy thì em chưa vệ sinh kỹ. Con này nếu mà anh chị lấy nồi 1,8 lít này tính anh chị giá con này để luôn giá 6 triệu luôn. 6 triệu là hơi bị rẻ. Thực ra em lấy con này về là cũng rất là cao. Là nhưng mà nếu con này về đẹp thì chắc phải bán được 9-10 triệu luôn. Đấy, rất nhiều người thích con tô chuông 1,8 lít này nhưng mà nói chung là rất hiếm. Nhưng mà rất tiếc là con này về thì lòng nồi nó hơi xấu. Còn cái mặt thì anh chị yên tâm, mặt thì anh chị nếu mà để bình thường nhìn này thì nó rất mới luôn. Nó mới ngang ngửa với cả con này luôn. Riêng về cái mặt trên này nhá. Đây. Rất mới anh chị ạ. Đẹp tuyệt vời luôn á. Đây. Hai mà con này thì đẹp ngang nhau. Con này chỉ đúng là chỉ bị cái lòng nồi với cả cái gioăng nó hơi vàng. Nhưng mà nó xấu thì nó lại rẻ, nó đẹp thì nó lại mắc. Đẹp con này chắc phải chơi chục triệu. Con này bán chỉ 4,8 triệu. Con này 6 triệu, nếu chuyển khoản 100% thì bao ship cho anh chị nhé. Nếu anh chị nào lấy cả cặp này, nên lấy cả cặp này tính anh chị 10 triệu tròn. Lấy cả cặp nhá, tính 10 triệu tròn. Còn lấy một con thì con này 6 triệu và con này 4,8 triệu. Bao ship nếu anh chị chuyển khoản 100% nhá. Còn nếu anh chị đặt cọc thì anh chị đặt cọc tối thiểu 500 ngàn. Thì em sẽ ship dịch vụ thu COD qua dịch vụ Viettel nhé. Anh chị đặt cọc thì anh chị phải trả ship bên vận chuyển. Còn nếu anh chị chuyển khoản 100% thì anh chị sẽ được free ship nhé. Rồi, xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị ở những video sau. Mùa dịch bệnh thì rất mong anh chị chỉ có ở nhà giữ gìn sức khỏe để cách ly cho nó tốt, để bảo vệ bản thân và bạn bè gia đình cho thật tốt. Cầu mong dịch bệnh sớm trôi qua để cuộc sống của bà con nhân dân anh chị em được ổn định. Rồi, anh chị nào thấy hay muốn mua thì vui lòng liên hệ với em nhé, qua số điện thoại thì anh chị có sẵn rồi. Xin chào tạm biệt và chúc anh chị và hẹn gặp lại anh chị những video sau. Xin cảm ơn.